Mai có thích con trai biết nấu ăn không ạ? Trần Hiếu ạ. Thật sự là thế này nhá mọi người. À, ban chờ ngày xưa có nấu trứng cho em trai của mình, tại vì nó cứ đòi ăn đằng này ấy. Thật sự ý, nấu món trứng đấy sao là nó không đòi ăn trứng trong khoảng 2 năm nay rồi. Cho nên là lại mai mà nếu mà lấy chồng đi ở nói chuyện tương lai đi, thì ban chờ muốn có chứ. Tất nhiên là thích con trai biết nấu ăn chứ. Bây giờ mà ban chồng mà nấu các cậu như đâu đi viện hết với nhau thì sao? Ừ, kiểu mà cái hôm đấy là nó đòi ăn trứng. Thế là kiểu mà cái lúc đấy thì bà với mẹ với lại chị em trong nhà bận hết rồi, có mỗi ban chồng đang ngồi chơi mà nó cứ đòi. Xong rồi ban chồng hết cách mà ừ thì chị mẹ hãy xem chị mày thể hiện đây. Món trứng nó màu cam nó còn kèm thêm cả xương cá với cả màu đen ở mặt sau nữa. Thằng bé nó ăn xong nó mới không ăn trứng được khoảng 2 năm rồi, và đến bây giờ hỏi lại nó vẫn còn sợ. Nó vẫn còn sợ. Thế là ừ các cậu còn nấu ăn ngon thì được đấy, được đấy, được quá còn gì.